một bài già, già như chiếc gà. Tuổi già lầm cảm nên bà không nhớ đường về nhà. Bà già phải giải quyết cái vấn đề phải ở nhà, nhưng không quá bởi vì căn nhà nó đối với bà còn rất xa. Bà nghĩ đến một chuyện không còn gì để mất cả, nên bà bất chấp tất cả rồi mọi chuyện sẽ tất qua. Thằng nhóc đáng tụi cháu nhưng mà sau nó sức quá quên mất dạy, cứ đứng ở đây thiệt là làm tao uất ức mà. Chịu đựng có giới hạn nên phải làm việc trước, phải giải quyết cái vấn đề là mình phải làm việc nước. Kho máu nằm bên trong nó đang dần bị ướt, sóng xô nó vỡ bờ cái là thấy mẹ nguồn nước. Quanh đi quẩn lại mà sao thằng nhóc này vẫn mãi chưa về nhà. Nó không biết là đang làm chuyện đó chỉ với một bà già. Nó cứ tà tà hai con mắt đã đà bà già, vẫn không biết là bà già không tìm được đường về nhà. Có bà già đứng đó, bà già đứng đó, thằng mẹ già dầm bà già đứng. Bà già đứng đó, thằng mẹ vô nhà bà già đứng. Bà già đái tiếp thằng mẹ già dầm bà già té. Cứ thế qua. Tôi đang thấy một bà già, nhìn sơ qua tôi đã thấy thì bà rất là già. Bà già hơn lũ nhỏ đang chơi phía bên nhà, và lũ nhỏ phía bên nhà cũng đã thấy bà già. Tụi nó cũng nhìn rồi nói bà rất là già. Không biết tả như thế nào nhưng đại khái là già quá già. Mấy ông già xét bên nhà đang uống trà, đang hàn huyên đang ấy ấy thì cũng đã thấy bà già. Mấy ông ngồi gật gù bà này đúng là già. Đồng ý là phải già nhưng bà này già hơi quá. Nói như dân gian là bà già hơn chiếc cà. Bà già vẫn lây hoay vì không nhớ đường về nhà. Bà già bỗng đứng im, mấy thằng nhóc nhìn bà già. Mấy ông già nhìn bà già rồi bà già bỗng ngó qua. Bà nhìn mấy ông già nhìn lại bà. Còn tôi đi vô nhà. Ôi bác ơi, kêu bạn chi ông, kêu chi. Tôi ra trước nhà tôi lại thấy cái bà già. Bà đang nhìn mấy ông già cũng nhìn bà. Tôi chăm chú nhìn bà già, rồi ngó sang mấy ông già. Mấy ông bà đang nhìn nhau, đúng là mấy ông bà già. Không làm gì đâm ra rảnh rỗi quá mà, nên thâu tôi đi vô nhà. Có bà già đứng đó, bà già đứng đó, thằng bé già dầm bà già đứng. Bà già đứng đó, thằng bé vô nhà bà già đấy. Bà già đấy tiếp thằng bé già dầm bà già té. Cứ thế qua. Có bà già đứng đó, bà già đứng đó, thằng bé già dầm bà già đứng đó. Bà già đến đây lặng mê vô nhà bà già đái tiếp. Bà già đái tiếp thằng bê ra nhầm bà già té đây. Cứ té già quần mà. Bà già đến đây lặng mê vô nhà bà già.